Anh Nguyễn xin chào tất cả các bác anh em là những người đam mê và là fan của loa JBL nhá. Thì trong suốt thời gian vừa qua ấy, thì bên em lên rất nhiều những cặp loa cao cấp và đắt tiền. Ví dụ như cặp loa như 4732, 738, 735, 725. Thì nhiều bác bảo là sao em lên nhiều loa đắt quá, anh không có kinh phí đầu tư. Chúng hãy lên những cặp loa làm sao ấy, nó vừa phải thôi, đầu tư mức độ bình dân, nhưng chứ đâu phải hay, tức là phải hát được karaoke và nghe nhạc. Thì dựa theo ý kiến của các bác ấy, thì hôm nay Hành Nguyễn lên hai cặp loa, nó sẽ phục vụ đúng tiêu điểm, tiêu chí của các bác từ việc nghe nhạc chuyên sâu và hát karaoke. Thì đây là hai cặp loa mà bên em cung cấp đã rất nhiều tại thị trường Việt Nam rồi. Những bác nào đã được dùng, được nghe đều tấm tắc khen hay và thán phục bởi vì sự trình diễn âm thanh của những cặp loa này. Và hai cặp loa này thì nó có mức đầu tư rất hợp lý cho tất cả những bác mà nghiện loa JBL mà đã chót yêu cho âm thanh của loa JBL rồi. Đấy, thì em nói đi nói lại rồi à, với loa Mỹ mà dù đầu tư thấp tiền hay là vừa tiền, cao tiền thì điều đó không quan trọng nhá. Quan trọng nhất ấy thì đó là độ xịn, độ zin, độ nguyên bản và đúng đồ mà thôi. Thì loa Mỹ đấy, dù rẻ tiền hay là vừa tiền, đắt tiền thì chất âm nó đều có sự xem nhau, tức là độ chi tiết, tách bạch, rồi là ấm áp, tròn trĩnh ở các dải. Nhưng loa đắt tiền thì có thể là công suất lớn hơn thôi nhá, nó mạnh mẽ hơn, chơi ở không gian rộng hơn. Còn chúng ta chơi trong gia đình ấy thì những cặp loa như là Marlboro 215 và những cặp loa TR 125 là quá ổn cho anh em chơi rồi, với không gian từ khoảng 20 vuông đến 35 vuông. Thì đây là dòng loa được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ. Những cặp loa này thì thực ra nhá, nó không có nhiều đâu. Ví dụ như cặp loa như JZ 115 ấy thì có rất nhiều, nhưng mỗi dòng loa như TR 125 này và Marlboro 215 này thì không có nhiều, đúng không bác? Những bác nào đã xem nhiều biết thì trong clip này em sẽ giới thiệu cụ thể hai cặp loa này với nhá, cũng như báo giá và cũng báo rõ về thông số cũng như là kích thước để bác nắm được khi mà lựa chọn sắm những đôi loa này. Các bác sẽ hướng về màn hình. Đầu tiên là cặp loa có một đen là Marlboro 215, anh em xem này. Thì cái dòng loa này thiết kế nó là thùng gỗ bọc lỉ, và đời này nhá thì nó chỉ được sản xuất tại Mỹ thôi. Nó có kích thước thùng rộng là 47, sâu 35 và cao là 72. Đấy. Công suất đưa ra là 250W đến 500W đánh ở 8 ohm. Thì cái dòng Marlboro này nó sản xuất tại Mỹ nhá. Đấy, và nó khác biệt với những dòng khác. Ví dụ dòng 15 ấy thì toàn bộ cái mặt trước của nó này nó được đúc một khối nhựa hình cái bát và hình cái tép. Chúng ta chỉ cần thả bát vào thôi và lắp tép vào là ok. Con này thì chạm đẹp long lanh mà nhá. Long lanh ngày nào luôn. Zin tuyệt đối từ góc cổ. Và khi bác nghe những cặp loa Mỹ zin xịn ấy, chuẩn, bao giờ nó nét căng, nó chuẩn xác. Đấy, thùng dành đẹp, tất cả mọi các hoạt động tốt nhá. Lo của em thì bao giờ là chuẩn chọn, phải nói là hết sức cẩn thận mà nhá. Còn xấu lát không làm mà nhá. Đấy, Made in USA. Đấy, Marlboro 215 hỗ trợ hai cổng vào. Bản siêu VIP của Mỹ nhá. Có một cặp thôi. Thì cặp này em cam kết lúc nào đồ zin đồ xịn nhá, không zin xịn vất đi không ăn nhá. Thì giá em đang trả là 15 triệu, bao ship tặng một bộ dây loa. Đấy, con này thì nghe nhạc và hát tuyệt vời luôn, bát 40. Và bên cạnh này là cũng gặp loa được đúc nguyên khối tại Mỹ, đó là TR125. TR125 thì nó khác biệt với Marlboro, nó là thùng gỗ bọc da, đúng không? Thùng nó thì hình vuông. Đấy, độ rộng thì nó cũng la lá như con Marlboro 25 thôi, cũng rộng khoảng tầm 47 vẫn nhá, sâu khoảng tầm 33, đấy, cao thì cũng tầm hơn 70. Đấy, công suất đạt được cũng là 250W và đến 500W ở lôi chở 8 ohm, độ nhạy lên tới 135 decibel, một bát 40 và tép kèn. Thì dòng này cũng phù hợp anh em hát karaoke và nghe nhạc với không gian tầm khoảng tờ 20 vuông cho đến 35 vuông nhá. Loa tình trạng này đẹp mướt mượt luôn mà. Đấy, xuất sắc. Và con này đứng gần là có mùi thơm đó nhá. Đấy, nhìn này, TR125 sản xuất ra tại Mỹ nhá. Đấy, còn một đôi duy nhất thôi nhá, đẹp xuất sắc luôn.
không thì vết nữa nhá. Anh nhìn này, từ cái màng nó rất là đẹp nhá, chưa một vết rứt nào cả luôn. Đấy, tem cờ đầy đủ. Thì hai cặp loa đều có đồng giá như nhau là 15,5 triệu, bao ship luôn nhá. Tặng một cặp dây của Đức tầm khoảng 3 mét mới. Đấy, thì bác nào mà đang có nhu cầu tìm hiểu và những cái nôi loa Mỹ giá gọi là bình dân nhưng âm thanh nó thì tuyệt hảo thì hãy liên hệ với em số máy 0936 583 110. Cặp loa đầu tiên mới nhá là cặp loa TR125 đấy, bát 40 tép kèn, và cặp loa thứ hai cũng là Marlboro 215. Thì cấu trúc của ngài tép giống nhau, tép đều chạy cổ tép là 24 12H các bạn đấy, bát như vậy nhá, rất là hay luôn. Nghe nhạc chi tiết, hát cao kê thì lời nó sáng, nó trong. Mọi thông tin mua sắm phối ghép liên hệ về số máy 0936 583 140. Có nhu cầu mua riêng lẻ lắp vào hát bác nhá thì hãy lên với em. Thì bên em không phải ngoài những loa ra thì có rất nhiều nhá, 4732X luôn nhá, 4733 2A, 4733A đấy, 738, 725, rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng hôm nay em giới thiệu riêng thôi với những dòng loa đầu tư vừa phải nhưng cho chất lượng âm thanh cực kỳ hay nhá. Đấy, em lại mở to lên bác nghe chút cho sướng tai nhá. Đấy, mở sướng tai đi, bác nghe sướng không? Mát đánh rất sâu rộng, đẹp vô cùng lại mượt mà, mở loa đẹp xuất sắc nhá, đi tuyệt đối. Bác nghe tép ra đánh phải nó sướng không? Anh Nguyễn xin phép xong video nhá. Bây giờ cần thông tin hình ảnh của cặp loa thì cứ alo cho em gửi cho nhá.